Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm công nghệ mỗi ngày của trang công nghệ TD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là chiếc Pro 16 inch mới nhất của Apple các bạn ạ. Nó đã ra mắt tại thị trường Việt Nam một thời gian qua, nhưng ngày hôm nay mình mới có thời gian trải nghiệm cho các bạn. Đây là một trong chiếc máy mạnh mẽ nhất Apple đã từng sản xuất. Nó sẽ giúp các bạn làm đồ họa nhanh hơn cũng như các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo thì chiếc máy này phải nói là cực kỳ ok ngon lành. Với mọi thiết kế mới hơn, mạnh hơn, thậm chí là CPU nhảy vọt với rất là nhiều công nghệ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc Pro 16 inch này có những gì thay đổi, mạnh ra sao. Mời quý vị các bạn tham khảo nhé. Vâng, thưa các bạn, chiếc MacBook Pro 16 inch nó vẫn có hai màu chủ đạo các bạn ạ, đó là màu silver và màu gray mình đang có trên tay đây. Trọng lượng của chiếc máy lên đến 2,1 kg. Và nếu mà nhìn vào đây thì là phiên bản to hơn so với phiên bản MacBook 14 inch. Nó chỉ to hơn thôi, màn hình chính xác của nó là 16,2 inch. Thiết kế hơi bo tròn của những chiếc MacBook có từ những năm 2006 đến 2009 các bạn ạ. Nó thiết kế hơi bo tròn một chút như này. Tản nhiệt đứng đường sau 2 cân 1, mình cầm một tay này cũng hơi lặng các bạn ạ. Táo vẫn là táo Chrome các bạn nhé, không sáng được. Apple đã đưa trở lại đó là cổng HDMI để các bạn có thể dùng các thiết bị kết nối ngoại vi như là TV hay màn hình từ bên ngoài với chuẩn HDMI. Cổng Thunderbolt 4 với băng thông từ bên ngoài lớn nhất, mạnh nhất bây giờ, 40 GB/s, đầu độc thẻ. Cái gờ quen thuộc để các bạn có thể thò tay vào đây để mở màn hình này. Mach 3 các bạn ạ, cái cổng sạc này các bạn đều biết là Apple đã bỏ nhưng bây giờ đã thêm vào. Mach 3 hỗ trợ công nghệ sạc nhanh. Hai cổng Thunderbolt 4 các bạn nhé, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5. Cái hay nhất là cổng HDMI đời cũ mà bỏ đi cổng USB các bạn ạ, không có USB. Đây bên dưới này, không khí sẽ được lấy ở đây, đẩy khí nóng ra đằng sau. Cái này vừa là tản loa vừa là tản không khí các bạn nhé. Việc mở chiếc máy này ra thì mình nghĩ không quá khó đâu các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ mở luôn cho nóng để xem Apple họ thiết kế như nào bên trong nhé. Các bạn ơi, mở chiếc máy này ra thì cũng không quá khó đâu các bạn ạ. Các bạn thấy là linh kiện bên trong nó kín mít luôn nhá. Với hai con tản nhiệt, một ống đông. Các bạn thấy là cả RAM, giếc, mọi thứ đều được hàn siết trên bên. Tất cả mọi thứ đều hàn. Hai cái loa rất to. Đôi 6 cục pin các bạn ạ. 6 cục pin luôn. Toàn bộ linh kiện đều được onboard trực tiếp trên bo mềm mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Hai con tản nhiệt to như này thì tha hồ. Các bạn thấy là cái phần chip chờ này. Có lẽ là cái RAM đấy các bạn ạ, bởi vì nó sẽ option thêm rất nhiều cấu hình RAM, thậm chí là option thêm CPU. Nhưng các bạn phải chọn option ngay từ ban đầu. Có nghĩa là không cho phép nâng cấp mà các bạn phải chọn ngay từ ban đầu các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các option mà Apple họ đang có trên dòng Pro này. Bây giờ xem con 16 inch này. Ôi chào ơi, con này rất nhiều cấu hình các bạn ạ. Và cấu hình cao nhất của nó thì ở đây thì mình thấy đến tận 32 GPU lõi luôn. Băng thông lên đến 400 GB/s, khủng khiếp chưa? Nó có chip M1 Pro và M1 Max các bạn nhé. Sợ thật đấy. GPU 16 lõi và GPU 32 lõi là mạnh nhất. Bộ nhớ RAM của phiên bản này cũng chỉ dừng lại là 64 GB RAM các bạn nhé. 64 GB RAM là cao cấp nhất. Sẽ có các bộ nhớ từ 16, 32 và 64. Thời lượng pin của chiếc máy có thể lên đến tận 21 giờ các bạn ạ. Sạc của nó thì các bạn thấy là sử dụng công suất là 140W Mach 3, đấy là cái sạc. Bây giờ thì mình sẽ đóng chiếc máy này vào để mình test hiệu năng thực tế của nó ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Các bạn ơi, các bạn thấy cái viền màn hình nó đã mỏng hơn so với dòng 16 inch đời cũ các bạn ạ. Và là màn hình tai thỏ các bạn nhé, camera này làm chìm ở bên trong với một lớp kính ở bên ngoài. Thay đổi về thiết kế bàn phím. Bấm phím thì cũng giống như 14 inch. Trải nghiệm của mình rất tốt. Đây cũng là phím bật nguồn mà cũng là cái bảo mật vân tay. Hai hốc loa này các bạn này. Con chuột to tổ bố luôn. Hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm không khác gì như màn hình điện thoại iPhone hay iPad các bạn đang dùng. Cảm ứng trợ lực các bạn nhé. Quả camera này. Thế bảo là con camera này của nó là 1080. Thế nào? Hôm qua mình test con 14 inch LED đó. Đấy, các bạn thấy LED không? Hello. Đây, các bạn thấy này. Và nó tích hợp đến 3 mic thu tiếng các bạn ạ. 3 mic sẽ hỗ trợ các bạn thu tiếng cực kỳ tốt luôn. Rất LED các bạn nhé.
Các bạn có thể gọi FaceTime, các bạn có thể học Zoom. Học Zoom qua đây hoặc là họp trực tuyến qua camera này thì cực lét luôn. Cấu hình của mình có này. Đây các bạn thấy là cái bản Mac hoàn toàn mới 2021 này. Phiên bản mình có là phiên bản tiêu chuẩn, chỉ có 16GB RAM thôi. Màn hình chính xác của nó là 16,2 inch. Các bạn sẽ nhìn thấy công nghệ Retina này. Mini LED XDR display. Độ phân giải của màn hình là 3456 x 2236 các bạn ạ. Ổ cứng trong máy là 512GB các bạn nhé. Cái này thì đầu tiên thì mình sẽ quan tâm đến chất lượng của màn hình. Xem 6 loa của này thì công nghệ âm thanh Dubai Atmos sẽ nghe thế nào. Đầu tiên là tớ thử nghe âm thanh nhé. Ôi trả loa. Các bạn có thể nghe thấy loa quá tuyệt vời đúng không? Với 6 loa bên trong các bạn ạ. Với Dubai Atmos được tích hợp và có tính năng loa trầm loại bỏ lực các bạn ạ. Âm thanh phải nói là cực kỳ ok. Đúng là âm thanh và hình ảnh của Apple thì phải nói là đứng đầu thế giới. Và chúng ta tìm hiểu một chút về màn hình của máy nhé. Có lẽ đây là một chiếc máy có màn hình phải nói là xuất sắc nhất thế giới hiện nay các bạn ạ. Apple đã chứng nhận là cái màn hình này lên đến 1 tỷ màu các bạn ơi. Duy trì độ sáng 1.000 lít nhá, 1.000 lít luôn. Và độ sáng tối đa, thế bảo là cũng có thể lên 1.600 lít. Tỷ lệ tương phản là 1 triệu trên 1. Úi chào ôi. Gam màu P3 và công nghệ tri tông. Cái là cảm biến theo môi trường các bạn ạ. Và màn hình có tần số quét lên đến 120Hz các bạn ạ. Phải nói là kinh khủng. Đây, tớ sẽ thử các bạn. Âm thanh này. Đẳng cấp. Góc nhìn của màn hình rất rộng. Và độ sáng tốt. Tỷ lệ bao phủ màu phải nói là tuyệt vời. 1 tỷ màu. Đối với các designer thì tớ khẳng định đây là một chiếc máy phải nói là xuất sắc để các bạn thiết kế mà không bị sai màu. Chất lượng âm thanh quá tuyệt vời. Xem phim, nghe nhạc, giải trí trên chiếc máy này thì quên sầu luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ xem cái tốc độ ổ cứng của chiếc máy này xem nào. Các bạn ơi, đây là cái phần mềm test ổ cứng nhá. Bây giờ bắt đầu nó test này. Ôi cha mẹ ơi. Tốc độ ghi hơn 5GB các bạn ạ. Tốc độ, xin lỗi các bạn ạ, tốc độ đọc hơn 5GB. Tốc độ ghi hơn 4GB. Đẳng cấp. Các bạn chú ý là ổ cứng cũng được hàn trực tiếp trên bo mềm nhá. Phải nói là quá khủng khiếp các bạn ạ. Tốc độ đọc quá cao. Một trong những chiếc máy có tốc độ đọc xuất sắc nhất. Và trên phiên bản ổ cứng cao cấp nhất trên chiếc máy này là lên đến 8TB quý vị các bạn nhé. 8TB là cao nhất. Sợ thật đấy. Một chiếc máy laptop lên đến 8TB. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử em CPU của em này phát nào. Bây giờ tớ sẽ chấm hiệu năng của CPU qua phần mềm Cbench 15R. Chiếc máy này mà dùng để render thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Với phiên bản tiêu chuẩn thì nó có 10 lõi hiệu suất cao các bạn ạ. Và 2 lõi hiệu quả và GPU của nó là 16 lõi. Cụ thể là chiếc máy này băng thông nó là 200GB. Còn với phiên bản cao cấp của nó là 10 lõi. CPU 10 lõi với 8 lõi hiệu suất và 2 lõi hiệu suất hiệu quả. GPU 32 lõi, kinh khủng. Băng thông lớn nhất 400GB một giây. Các bạn thấy là điểm số của em CPU này nó cũng đạt 1664. Cũng khá tốt các bạn. Nếu mà tính điểm so với em thì mình nó sẽ tương đương em i9 trên thế hệ thứ 11 của Intel. Điểm này thực tế không bằng i9 nữa các bạn ạ. Nếu mà chỉ bằng phiên bản i7 tầm trung trung. Phiên bản i7 thế hệ thứ 11 trên Intel thì mình số nếu mà con CPU 8 lõi 16 luồng của nó cũng tầm khoảng điểm 1600. Nói chung để mà so sánh cái hiệu năng này thì nó cũng rất khác biệt bởi vì cái hai hệ sinh thái giữa Windows và Mac OS nó hoàn toàn khác nhau. Đây các bạn thấy nó chạy mô phỏng 4D cực mượt luôn.
Năm ngoái Apple đã ra mắt con chip M1 này đã thấy là kinh khủng khiếp rồi. Với con chip M1 Pro và cả M1 Max khủng khiếp. GPU 32 lõi khủng khiếp thật. 400GB băng thông. Các bạn mà dùng làm đồ họa phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Xem nào, điểm số bao nhiêu nào. Một, hai, ba. Vâng, thưa các bạn, thì với sức mạnh của chiếc máy Pro này thì các bạn thấy là việc dựng video 4K là chuyện hoàn toàn đơn giản. Ở đây là cái phần mềm Adobe Premiere, phiên bản dành cho Mac các bạn nhé. Với rất nhiều ứng dụng ở đây thì mình đã thêm vào, thì máy nó chạy, mình nghĩ là render cũng cực kỳ là mượt. Có lẽ là mất khoảng hơn 20 giây sẽ xong đoạn video này. Ở đây là mình đang dựng 4K các bạn nhé. À, mất khoảng hơn 30 giây đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là phải khoảng hơn 30 giây. Mất 34 giây để dựng một cái đoạn edit video 4K. Nói chung thì với sức mạnh của những dòng máy 16 inch này thì nó phục vụ chủ yếu những người dùng chuyên nghiệp. Nên các bạn yên tâm là máy nó sẽ chạy cực kỳ ngon lành. Vâng, thưa các bạn, sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc MacBook 16 inch, một trong những chiếc MacBook mạnh mẽ nhất của Apple đã từng sản xuất năm 2021 các bạn ạ. Tóm tắt lại thì máy có hiệu năng cao hơn với chip Pro. Trong khi đó các phiên bản cao cấp thì chúng ta vẫn có các phiên bản cao nhất là 64GB RAM và ổ cứng 8TB. Đường nâng cấp về chất lượng màn hình tốt, chất lượng âm thanh các bạn nghe thấy là cũng vô cùng tuyệt vời. Bàn phím đã được thay đổi, dùng mình thấy bấm sướng hơn so với những dòng 16 inch thế hệ cũ. Và touchpad thì các bạn thấy là hoạt động cũng tương đối hiệu quả, to và rộng. Nói chung là màn hình dùng sướng này, âm thanh sướng này, chuột sướng này. Nhược điểm rào cản duy nhất của chiếc máy có lẽ là giá các bạn ạ. Bởi vì giá của nó quá đắt, hiện nay tại thị trường Việt Nam chúng ta phải bỏ ra từ 60 triệu. Đó các phiên bản sách tay về. 60 triệu là phiên bản thấp nhất và có những phiên bản lên cả 100 triệu đồng. Hơn 100 triệu đồng cũng có các bạn ạ. Chiếc máy được sản xuất Ubi Body liền khối với công nghệ hợp kim nhôm nguyên khối. Về kể cả các linh kiện bên trong, nếu những chiếc máy như này hỏng, phải nói là các bạn là cực kỳ khó sửa. Bởi vì toàn bộ linh kiện đều được onboard trực tiếp trên bộ mềm. Nói chung đồ Apple của nó cũng rất là ổn định, nhưng mà hỏng phải nói các bạn là rất khó sửa. Nên chính vì thế khi các bạn dùng những dòng sản phẩm của Apple thì các bạn cũng phải dùng cẩn thận, tránh trường hợp rơi vỡ, va đập, vân vân, để có tác động ngoại lực để hỏng chiếc máy này. Và ưu điểm của máy nó là thời lượng pin của máy có thể duy trì dùng khoảng 17 tiếng các bạn ạ. Theo thông số của nhà sản xuất, một chiếc máy hiệu năng đồ họa mà dùng đến 17 tiếng thì là quá ngon rồi. Về hệ sinh thái của Apple M1 thì các bạn biết là cái hệ điều hành này thì phần mềm bây giờ thì nó cũng sẽ hơi ít một chút, và việc chúng ta để tối ưu các phần mềm mà chúng ta sử dụng các công việc bình thường thì nó cũng sẽ hơi khó khăn. Nói chung là đối với các phần mềm như dựng video cũng như các nền tảng về kỹ thuật về đồ họa thì Apple bây giờ cũng đã có tương đối phong phú. Thì mình nghĩ bây giờ những cái dòng sản phẩm được trang bị mới là hoàn toàn đều là chip M1 hoặc M1 Pro Max thôi. Sẽ với công nghệ của CPU Intel bây giờ chắc có lẽ là lãng quên trên cái dòng sản phẩm của Apple. Chính vì thế khi các bạn mua máy này cũng phải cân đo đong đếm xem có phù hợp với nhu cầu người sử dụng hay không. Có lẽ chiếc máy này phù hợp nhất phải nói lên các designer này, các nhà làm phim này, các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp này, cũng như các bạn mà làm lĩnh vực âm thanh. Phải nói là âm thanh của chiếc máy phải nói cực kỳ hay. Các bạn để ý là các DJ trên thế giới họ dùng những chiếc MacBook này cực kỳ nhiều, và các lập trình viên họ cũng dùng cực kỳ nhiều những dòng sản phẩm như này. Và đơn giản là có tiền chúng ta sở hữu mà các bạn. Các bạn chỉ cần một chiếc máy này các bạn có thể đi làm, đi học, đi chơi, các bạn sử dụng mang đi bất cứ đâu. Một dòng sản phẩm như này cái đẳng cấp của bạn nó đã khác rồi. Giá thì hơi chát các bạn nhá. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm chiếc MacBook Pro M1 16 inch của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TV bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop cũng như MacBook mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.